Trần Anh vừa về một mẫu Kia Morning full cánh dơi, full hệ thống Batman nè anh em, full kính đồ chơi rồi. Trước tiên là đập vô mắt cô chú anh chị sẽ có một cái cạn cánh dơi đẹp không? Đó. Đây là cục đèn là mới nguyên nha. Hệ thống cảm biến dê, hệ thống lipo và hệ thống đèn phía sau cũng đã lên full toàn bộ rồi. Nói chung đồ chơi của em này thì xin lỗi bà con, nó kinh khủng lắm. Cam 360 độ full hết. Toàn đồ chơi xịn. Chủ nhà lên mâm anh chị, nước sơn đẹp không? Sơn si bằng che nó bỏ áo màu vàng. Đây là mình đang nói về những cái điểm tốt trước của em, nó là vỏ nè. Bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 90%. Chủ nhà lên mâm là gầm bọng ở trong là sạch sẽ nha. Đồ chơi lên trần 5 sao, đèn 5 sao hết các kiểu rồi, cam là cam cặp lề là full hết toàn bộ tính năng trên chiếc xe nè. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Đây là chủ nhà đã lên đèn bi nè. Lên không bộ này 5-7 triệu rồi anh chị ạ. Phía dưới là đèn bi nữa nè. Nói chung đồ chơi đâu đó lên loanh quanh cỡ tầm 30 là có rồi. 30 là có rồi. Đây là phong dáng của em Kia Morning 2015. Máy 1.25, máy em này cực kỳ là rin. Xe này ngày xưa chủ nhà chạy qua dịch vụ đó là Trần Anh báo luôn. Nhưng về chủ nhà lâu rồi cho nên chủ nhà người ta vô full kính đồ chơi để người ta chạy gia đình. Anh em nè, full led hết toàn bộ. Đẹp không anh em? Dưới đây chúng ta sẽ có hệ thống đèn bi, bốn quả vỏ mới như nhau nha anh em. Để xem chủ nhà lên được những gì. Tắp bi nè. Tắp bi cửa đẹp lắm. Keo là keo rin nguyên bản 100% nè cô chú anh chị. Hai bên là gương vuốt ở trong nè. Ghế chủ nhà cũng đã bọc lại mới toàn bộ. Hệ thống gương cụp mở. Ui xà, quá phê. Hệ tích hợp hệ thống gương chống chói luôn. Anh chị thấy đồ chơi không? Đó, đồ chơi lên xịn lắm. Vô lăng nè, chủ nhà thay vô lăng tích hợp luôn nè. Tất cả các tính năng ở trên đây là hoạt động hết, như điều khiển âm nhạc, tất cả mọi thứ tính năng. Và bên đây, cái gì đây? Hệ thống đèn gầm. Đây nè anh chị, đó, điều khiển đèn gầm ở đây. Hệ thống báo vô bệnh. Vô đây nữa coi. Trang bị cho em nó luôn rồi, lên lúc đề startup nè. Màn hình Android nha. Full hết rồi bà con ơi. Toàn đồ chơi khủng không? Anh em biết mà thay nguyên một cái vô lăng là nhiều tiền lắm không? Anh em đã từng thay vô lăng chưa? Đây là vô lăng của bạn đủ nha. Đó, lên full kính như thế này. Số máy thì bao phê. Tất cả các tính năng máy lạnh AC đang kích hoạt. Nè anh chị nè. Đó, tích hợp kem nè anh chị nè. Và đây nè, đi ban đêm thì anh em có đèn trần. Anh em có đèn trần sao lấp lánh không? Đây nè. Lên lên một cái bộ đèn trần này cũng cả 5-7 cũ rồi hết đâu. À đèn nè. Đó chị nha, đèn nè, đèn nhấp nháy ban đêm nè. Anh em trải nghiệm vô phần máy nhé. Hệ thống mút lóc, lên loa chép, tất cả các tính năng full hết rồi. Xe này không còn thiếu cái gì nữa anh chị. Đó anh chị nhìn dàn trần sao dễ thương không? Bà con cứ mua một con xe mộc về, bà con lên đồ chơi như người ta thử. Bà con mới biết tiền đó là nó như thế nào. Phía sau chúng ta sẽ có đèn đèn gầm full led hết toàn bộ nè. Anh chị nè, để ý nè, đó, từ những cái tay nắm mà người ta cũng đã lên đèn mở cửa toàn bộ rồi. Lên thêm hệ thống loa chép của em nó sạch sẽ lắm nha. Ngày xưa có chạy qua dịch vụ đó cho anh báo luôn, chứ không giấu nha. Chứ bây giờ chừng anh nói mẫu được mẫu gia đình bà con biết không? Bà con sao biết được? Đúng không anh em? Nhưng mà xe có sao là nói thẳng như vậy. Được cái máy móc cực kỳ lợi ích, chủ nhà ít chạy. Chủ nhà đi nước ngoài rồi nha bà con. Chừng anh mua lại một cái mẫu xe này giá cực kỳ là hợp lý. Và chừng anh cũng bán cho anh em với một cái mức giá cũng phải gọi là cực kỳ là hợp lý. Đó, đèn báo ở tay nắm mở cửa phía sau. Trên đây nè, trên đây là chúng ta sẽ có đèn trần ngàn sao. Anh chị thấy ngàn sao không? Đó, đèn trần của em nó sáng tối nè. Cái này anh em đi ban đêm á, đi ban đêm đẹp lắm. Anh em trải nghiệm phần khoang động cơ máy. Đó, full chưa? Full mấy chục triệu thì người chơi chưa? Kết hợp chúng ta sẽ có đèn bi. Đèn bi trước, bi gầm. Máy là máy 1.55, 4 máy bạn đủ, máy rin nha. Đây anh em. Nói chung là ngày xưa người ta đăng ký qua dịch vụ á, nhưng mà người ta không có chạy nhiều đâu. Anh chị nè, mặt nắp keo chưa mở nè. Giá tiền, bà con đang chờ giá tiền đúng không? 160 triệu bộ này. Ok chưa? Anh chị nào nhanh tay gọi cho Trần Anh, cho anh bớt cho 5 triệu lọc đầu năm. 5 triệu lì xì lọc đầu năm cho anh em nha. Máy móc số, cam kết bao rin, được chưa? Nắp cabo này anh em.
Bên đây nó có dập chỉ một tí xíu nè, đó là cho anh báo luôn, nó có dập một tí xíu nha. Xe có sai là báo vậy. Còn trên đây nè, trên đây hầu như là nguyên bản nè anh chị nè. Đây nè, đó, trên đây là nguyên bản, bên đây nó có dập chỉ một tí xíu thôi, nó không có ảnh hưởng vào trong xương sậu. Bà con xem kỹ đi, được chưa? Đó, xe có sao là báo thẳng báo chuẩn. Máy móc số rin ngày xưa có chạy qua dịch vụ, đó là báo luôn. Đồ chơi lên kính mít rồi. Giá 150 mấy triệu anh em không mua thì anh em mua xe gì? Xe này chính chủ nha, ủy quyền mới Trường Anh mới có tập đầu tiên thôi. Tập đầu tiên cho anh em nha anh em. Chưa hết đâu, còn mẫu này còn tích hợp xi nhan trên trên gương nữa nè. Thì bà con biết đồ đồ chơi nó khủng cỡ nào rồi, thấy không? Hiếm khi mà có được một con xe mà đồ chơi nó lên nhiều như thế này. Thay cái này, thay cái vô lăng tích hợp này không gần chục nè, một chục nè, cái màn hình cả chục nữa nè, chưa tính nè dàn trần nè, tích hợp cam chống chói nè, full hết toàn bộ các tính năng nè, hệ thống gương cụp mở nữa, cam 360 nữa anh em, đẹp lắm. Đó, anh em nào quan tâm mẫu 25 này thì alo cho em. Đời và là đời cũng khá là cao anh em ạ. Đời cao nhá, đời cực kỳ là cao luôn anh em. Gia đình đi mẫu này về chạy tuyệt vời, 4 vỏ mới tinh, đăng kiểm mới thôi, gầm bọc ở trong này, không một tí một mọt nha cô chú anh chị. Xe sạch sẽ và cực kỳ là liền. Riêng máy móc bao chết tết, máy rin số rin, được chưa? Sơn sơ chạy qua thời gian 5 tháng, người ta tắm qua nước sơn rồi, hết có sơn rin rồi. Cho nên đừng hỏi cho anh sơn rin. Riêng Trường Anh mua xe cũ, em không quan trọng về cái vấn đề sơn, quan trọng là sơn xi nó đẹp, nó liền lạc, sạch sẽ, không có chầy xước là được. Chứ nhiều khi bà con vô, bà con nhìn trước tiên đập vô mắt bà con nhìn cái nước sơn nó đẹp nè, bà con ưng cái nước sơn đầu tiên rồi, đến phần thứ hai bà con vô cái phần nội thất, bà con thấy đồ chơi nó nhiều quá, ôi trời ơi Trường Anh ơi, xuống tiền mua luôn đi em, còn chờ gì nữa, còn chờ gì nữa anh em. Đó vậy thôi. Đó, full toàn bộ hết tất cả các tính năng nha cô chú anh chị. Anh chị quan tâm mẫu Kia Carina 2015 alo cho em. Giá 160, bớt 5 triệu lọc đầu tiên cho anh em, còn 155 sở hữu 2015. Xe cực kỳ cọp nha. Trường Anh chào bà con nha. Em see you and goodbye.